Thanks a little. Xin giới thiệu Thái tử phi Marie Antoinette. Thái tử phi, đức vua đã ban hạ, thái tử sẽ sớm đăng cơ. Kể từ giờ phút này, người đã là hoàng hậu của nước Pháp. Hoàng hậu, từ lúc người đặt chân đến đất nước này, ta đã luôn ở bên cạnh để bảo vệ người. Nhưng bây giờ ta không biết mình còn có thể tiếp tục được nữa hay không. Ta là một quân nhân, trách nhiệm của ta là bảo vệ hoàng gia. Nhưng bây giờ hoàng gia đã quay lưng lại với nhân dân, ta phải bảo vệ một hoàng gia như thế sao? Không, trước khi là một quân nhân, ta là một công dân của nước Pháp. Cái ta phải bảo vệ là hàng ngàn vạn con người đang đói khổ ngoài kia. Yeah, I'm not.